Đến bài học vẽ cây thông siêu nhanh nhé, các bạn có những phụ kiện ngọc trai này, đá này, rồi sau đó sẽ có những cái màu ở đây và chúng ta sử dụng là cọ này, là cọ 11 mm chúng ta vẽ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy mực, lấy sơn ra đây, rồi chúng ta sử dụng bằng gel vẽ cũng được, mà sơn được sơn đi cho nó loãng, khi các bạn kéo vào nhau thì nó sẽ dễ hơn nhá. Kéo cho mình những màu nét màu xanh này, ở các nét dưới này thì các bạn sẽ kéo dài hơn và những các nét trên thì các bạn sẽ kéo ngắn dần nhá, giống như hình tam giác ấy. Đấy, các bạn nhìn như hình thoi đi lên ấy. Đấy, các bạn nhìn này. Đó, rồi sau khi các bạn kéo hết được các nét xanh xong này, không hơ đèn nhá, nhớ là không hơ đèn, các bạn sẽ đi cho mình các nét nhũ này, đi các nét nhũ này, kéo bằng cái màu xanh này, đó, kéo đi các nét nhũ không hơ đèn nha các bạn nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình những cái nét màu trắng, các nét màu trắng nữa. Tuy là nền của mình màu trắng rồi nhưng chúng ta sẽ kéo thêm màu trắng vào thì chúng ta đi cái thông, cây thông nó sẽ được đẹp hơn nhé. Kéo thêm các nét màu trắng nào. Rồi sau đó các bạn không hơ đèn nha, kéo cho mình từ dưới lên trên nào, lên ngọn nào, kéo hết lên, kéo lên nào, kéo lên nào, kéo lên nào. Đó, chúng ta sẽ kéo hết lên về ngọn chóp, về điểm chóp của mình nhá. Đó, như thế này là chúng ta hoàn thành được một nửa cái thông rồi, các bạn nhìn thấy không? Đó, sau đó chúng ta sẽ vẽ một chút cái phần thân ở bên dưới này. Nhớ là các bạn không hơ đèn thì các bạn mới kéo được như thế này nhá. Hơ là các bạn không kéo được đâu nha. Rồi, các bạn mang đi hơ đèn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho một cái ngôi sao phụ kiện lên đây. Mình sử dụng ngôi sao màu vàng này. Cho lên đây, cho lên cái đỉnh nhá, cái đỉnh của cây thông. Đó. Rồi sau đó thì các bạn sẽ chấm thêm cho mình một chút đá hoặc là những cái ngọc trai bé bé để cho cái cây thông của mình nó được đẹp hơn nhá. Rồi chấm một chút cái gel vào đây để chúng ta cho các phụ kiện lên nào. Rồi chúng ta muốn đặt phụ kiện đâu thì chúng ta cho gel lên đấy, chỗ đấy nhá. Đó, như thế là xong rồi, chúng ta là hoàn thành thôi, rất là nhanh rồi đúng không? Vẽ cây thông này nó siêu nhanh luôn đấy các bạn ạ, mà chúng ta có thể lấy được tiền của khách hàng luôn được rồi. Chuẩn bị đến mùa Noel rồi, chúng ta nên học những cái mẫu Noel như thế này để chúng ta có thể áp dụng vào cái mẫu cho khách hàng nhá. Vào dịp Noel là dịp mà để khách hàng vẽ nhiều nhất đấy, nên là các bạn sẽ luyện nhiều những cái đã có này nhá. Đấy, sau khi các bạn xong, đặt xong là các bạn sẽ top là xong nhá. Đó, như thế này chúng ta hoàn thành một cây thông nha.